Câu chuyện báo ứng có thật Giết chó bị báo oán Người xưa từng nói Giết người thì đền mạng Thiếu nợ thì phải trả Có người thì là báo ứng ngay tại kiếp này Có người phải hoàn trả vào kiếp sau Cũng có người phải đến tận mấy đời sau Mới hoàn trả Quả thực đúng như vậy Trong lịch sử đều có ghi chép Vào những năm đầu niên hiệu khai nguyên Triều đại nhà đường Có một quan viên trưởng quan lễ bộ tên là Đường Thiệu vì quan này từ nhỏ đã có khả năng nhớ được những sự việc đã trải qua trong kiếp trước, hơn nữa đối với từng sự tình này đều ghi nhớ một cách rõ ràng, vô cùng chi tiết, chỉ có một điều là ông chưa từng nói điều này cho bất kỳ ai, kể cả vợ và con. Khi Đường Thiệu đang thăng chức quan cấp trung sự, đối diện với nhà ông có một người mới chuyển đến, một người đau phụ tên là Lý Mạc. Điều kỳ lạ đó là những lúc nhàn rỗi, Đường Thiệu thường chủ động tìm Lý Mạc để trò chuyện. Có những lúc còn chuẩn bị cơm rượu, chủ động đến mời chung vui. Lý Mạc không hiểu vì sao Đường Thiệu lại hậu đãi mình như vậy, cũng không tiện thoái thác. Vừa của Đường Thiệu thấy làm lạ, là, liền trách ông rằng, ông vốn là người quyền cao chức trọng, lại có danh tiếng ít nhiều, nên theo lẽ đáng ra ông phải nên kết giao với những người có cùng địa vị, có cùng học thức mới phải. Lý Mạc với ông thành phản khác biệt, ông trái lại lại đi thân thiết với y như vậy, Tôi thấy ông làm như vậy thật không xứng đáng với thành phần của mình chút nào. Đường thiệu nghe xong, im lặng hồi lâu rồi nói. Lời bà nói nghe cũng phải, nhưng duyên nợ sâu xa giữa tôi và Lý Mạc quả thật vượt qua những gì bà tưởng tượng. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói với bà. Người vừa hết cách đang phải thuận theo ý nguyện của chồng mà đối đái tử tế với Lý Mạc. Mấy năm cứ thế rồi qua, đến một ngày kia Đường thiệu bỗng dừng gọi vừa lại, ông nghiêm túc nói. Vừa hiền của tôi, bây giờ tôi đã có thể nói rõ với bà được rồi. Tôi đối xử tốt với Lý Mạc như vậy là có nguyên nhân. Chuyện này cần phải đợi đến trước lúc tôi chết mới được phép nói ra. Bây giờ tôi thấy đã đến lúc rồi. Đường thiệu thợ dài một tiếng rồi chậm rãi kể lại. Có lẽ bà không tin, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã có năng lực biết được những việc trong kiếp trước. Trong một kiếp Tôi là con gái của một nhà quyền quý Sau khi lớn lên Được gả cho con trai nhà họ Vương Mẹ chồng đối xử với tôi rất hà khắc Năm 17 tuổi Trước đồng chí một ngày Mẹ chồng chặn tôi đích thành Chuẩn bị cơm canh cho cả nhà Sau khi nấu nướng xong Tôi toàn thân mệt mỏi rã rời Thế nhưng mẹ chồng lại bảo tôi Phải may gấp cho bà một chiếc quần Bảo rằng ngày hôm sau Bà cần quần để đi lễ chùa Cả đêm đó tôi ngồi may Ngồi dưới ngọn đèn dầu trong lòng cảm thấy lo lắng, đến tận khuê cũng chưa dám đi ngủ. Thế nhưng khi tôi sắp làm xong thì bỗng dưng một con chó từ đầu tòng cửa vào, xong thẳng vào trong phòng tôi. Nó chạy loạn xạ làm độ ngọn dầu làm dầu bắn lên chiếc quần tôi đang may. Tôi vừa sợ vừa hẳn, bởi vậy liền lớn tiếng quát mắng con chó kia. Con chó định chạy thoát ra ngoài, tôi đóng chặt cửa lại. Thấy vậy nó bèn vội vàng nấp dưới gầm giường Tôi liền thắp lại ngọn nến mới, cố gắng làm sạch vết bẩn trên chiếc quần. Nhưng dù có làm như thế nào cũng không khiến nó sạch được. Tôi sợ mẹ chồng trách phạt, vô cùng căm hận con chó kia. Nên đã nhắc tấm ván lót dưỡng lên, ra sức dùng kéo đâm mạnh vào con chó. Nhát thứ nhất đâm trúng cổ nó. Một bên kéo lưới cũng gáy mắt. Tôi lại dùng kéo lưới bên kia đâm tiếp mạnh vào nó. Một lúc sau, con chó bị tôi đâm chết. Nỗi út hận trong tôi cũng ngồi ngoài phần nào. Sáng hôm sau, tôi mang chiếc quần bị bạn qua gặp mẹ chồng kể lại sự tình. Mẹ chồng không cho tôi kịp nói lời nào, không ngừng lớn tiếng trách mắng tôi. Đúng lúc đó chồng của tôi về đến nhà, sau khi hỏi rõ đầu đuôi, liền lập tức lời con chó đã bị đâm chết dưới gầm giường ra, để ngay trước mặt mẹ chồng lựa lời khuyên can mới khiến mẹ chồng nguôi dần. Năm tôi 19 tuổi, mắt vì bảo bệnh. Sau khi chết chuyển sinh thành tôi trong kiếp này, còn con chó mà tôi đã đánh chết chính là Lý Mạc hiện nay. Ngày mai tôi phải chết rồi, đây cũng là báo ứng tôi phải hoàn trả, cũng là oan oan tương báo trong kiếp này. Người giết tôi nhất định là Lý Mạc, đào trời không sai bao giờ, vậy nên bà không cần phải đau lòng, cũng không cần phải sợ. Ngày hôm sau, đường Huyền Tông đã dẫn theo bác quan bàn bạc về chuyện học võ tại Ly Sơn. Đường Huyền Tông nhất thời cao hứng, đích Thành cầm trống lên đánh. Tuy nhiên chưa đến bà hiệp, đình bộ thượng thư quách nguyên chắn đột nhìn hạ lệnh. Chiếu chỉ diễn tấu đã xong, khiến vô huyện tông vô cùng tức giận bèn hạ chỉ lời quách nguyên chắn xuống bên dưới, chém đầu. thừa tướng trường tuyết vội vàng quỳ xuống van xin, nói nguyên chắn có công lớn bảo vệ nước nhà, nên mệnh ăn xá cho ông ấy tội tự hình. Huyện thông vẫn chưa cảm thấy ngồi giận tuy đã thả quách nguyên chắn nhưng lại hà lành sự tạm đại lý lễ bộ thượng thư là đường thiệu Đường thiệu biết số mình đã tặng chỉ kịp thở dài một tiếng, rồi đã bị quân lính lồi để chém đầu. Quả nhiên, Lý Mạc là người nhận lệnh hành đao. Lý Mạc giơ đào lên chém vào cổ đường thiệu một nhát, nhưng không ngờ thanh đao lại gãy làm đôi. Bèn phải đổi sang thay một con đao mới để kết thúc mạng sống của đường thiệu. Vợ đường thiệu biết tin không khỏi cảm thán. Thanh đào đã bị gãy làm đôi, giống y hệt cách mà đường thiệu dùng kéo để kết liễu con chó vào đời trước trong đường thư viết lại rằng đường huyền tông không lâu sau khi hà lệnh liền cảm thấy hối hận vì đã giết đường thiệu lại trách lý mạc hành hình quá màu lẻ nên cả đời không còn tuyển dụng y nữa